với ước mơ cải thiện môi trường, cải thiện cuộc sống ở một đất nước mà chị Ino Mayu coi là quê hương thứ hai của mình. Hơn 20 năm qua, chị đã dành hết tâm huyết cho người nông dân Việt Nam thông qua dự án Seed to Table, từ hạt giống đến bàn ăn. Chị Mayu đã mang những chiếc cần câu cơm cho người nông dân Việt Nam từ Hòa Bình đến Bến Tre. Sau 3 năm gắn bó với núi rừng và người nông dân ở một số tỉnh miền Bắc, chị Mayu đã giúp người dân sống được với nông nghiệp bền vững. Nói thật, bước đầu khi mà mới làm dự án thì lại 50-50. Cảm thấy 50% là có tự tin, nhưng mà 50% thì lại chưa rõ là mình có thể là gặp rủi ro, là dự án mình sẽ là thất bại. Gần đây, chị đã quyết định nam tiến và chọn tỉnh Bến Tre làm nơi phát triển dự án sinh kế cho người nghèo. Nông dân nghèo, thiếu đất sản xuất chính là đối tượng chị hướng đến. Với hình thức tạo nên ngân hàng bò để cho người nông dân vay, sau một năm, hộ nông dân được giữ lại con bò mẹ và trả lại ngân hàng con bê con để tiếp tục cho hộ khác vay. Tính đến nay, dự án của chị Mai U đã cho 600 hộ dân ở các xã của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vay bò. Hàng tháng, những người nông dân vẫn thấy một người phụ nữ đi vào các gia đình nông dân cùng cán bộ khuyến nông vận động người dân tham gia dự án. Sau đó thì đến hướng dẫn người dân cách trồng rau hữu cơ, cách ủ phân bò, trừ sâu mà không cần dùng thuốc hóa học. Hôm qua em nhận cái dự án của chị Mai U cho nè. Thấy hơn mà chỉ cho đến nay thì mỗi năm nó được mỗi con, nó cũng đem lại lợi ích cho gia đình. Dự án là nó hướng bà con đến cái mà hạch toán kinh tế, có nghĩa là làm ăn đầu tư phải biết tính toán lời lỗ. Cho nên là bước đầu dần thì bà con tham gia ít, sau thì bà con thấy được cái hiệu quả dự án thì bà con tham gia và tích cực hơn. Công việc của tôi là giúp cái hộ nghèo hay là giúp hộ nông dân quy mô nhỏ để tăng thu nhập, có cả cái bảo vệ môi trường, góp phần cho cái phát triển kinh tế địa phương bền vững hơn. Thế thì tôi làm nhiệm vụ của tôi thôi. Nên nhưng mà trong 100 người có vài hộ gia đình người ta bắt đầu hiểu mà hợp tác với mình nhiệt tình, và này người ta cũng phát triển kinh tế dần và thoát nghèo bền vững hơn, thì lại đây là một cái điều động viên tôi rất nhiều. Hơn 20 năm qua, chị Mai U như một cánh chim không biết mệt mỏi trên đất Việt để giúp đỡ nông dân nghèo. Người phụ nữ đặc biệt chia sẻ, theo sát bà con, trao cho họ cần câu, đồng thời chỉ họ cách bắt cá hiệu quả, đến khi họ thành công là điều chị cảm thấy xứng đáng. Không gì làm chị cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm được một điều gì đó có ích cho người nông dân Việt Nam.